Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là số thứ 20, số cuối cùng của cuộc hẹn cuối tuần mùa thứ hai này. Thực sự là tôi cảm thấy hết sức là xúc động, bởi vì tôi đã rất là hứng khởi khi được tham gia một chương trình có tính giải trí cao như thế này. Và nhân dịp này tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình nói chung và cá nhân tôi nói riêng. Và như tôi nói là chương trình cuối cùng, nên vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay cũng là một vị khách mời hết sức đặc biệt. Một người mà chúng tôi nghĩ rằng đã lỡ hẹn với chúng tôi ở cuộc hẹn cuối tuần mùa thứ hai này. Nhưng cuối cùng thì sau rất nhiều những nỗ lực, chúng tôi đã đến được với nhau để hôm nay chúng ta mời được đến đây ca sĩ Trần Thu Hà. Trần Thu Hà đã đến với cuộc hẹn cuối tuần. Em rất là vui hôm nay được gặp gỡ lại với khán giả của VTV3. Cũng lâu rồi Hà không có một cuộc nói chuyện với khán giả, và xin gửi lời chào tới tất cả các khán giả của chương trình. Hà có hay xem cuộc hẹn cuối tuần không? Có xem cái số gần đây nhất là Mỹ Tâm. Mỹ Tâm hả? À? Mỹ Tâm cũng xem anh đóng. Em thấy cười suốt đấy. Vì chương trình cuộc hẹn cuối tuần là như vậy, luôn luôn muốn mang lại sự sảng khoái cũng như là thư giãn cho quý vị khán giả. Em nghe đồn là câu chuyện hôm nay dài 80 phút. Không biết là nói cái gì cho hết 80 không. Phút. Và cũng nói cho Trần Thu Hà nghe là tất cả các chương trình cuộc hẹn cuối tuần đều ghi hình khoảng 6-7 tiếng đồng hồ, chứ không phải chỉ có 80 phút đâu. 80 phút là nội dung thế thôi nhé. Thôi hãy chuẩn bị sức khỏe. Rồi cảm ơn Trần Thu Hà một lần nữa. Để chuẩn bị sức khỏe, việc đầu tiên phải đi uống nước rồi đã. Đúng không? Rồi xin mời Trần Thu Hà nhé. Dạ vâng. Okay. Đi đường nào anh dẫn đường. Đây, anh là host mà. Câu là save the best for last ấy. Ý anh là hôm nay em sẽ được uống đồ ngon nhất của chương trình đúng không? Của chương trình, và chương trình cuối cùng của mùa nữa. Vâng. Nên là những thứ tốt nhất sẽ dành cho chương trình này đúng không? Vâng. Ông chủ quán bar đâu rồi? Đây rồi, bạn Lê Quốc Việt là ông chủ quán bar này. Làm rất nhiều vâng. Những cái đồ uống ngon mà khách mời nào đến đây cũng mê cả. Có một cái món mà em bật ra trong đầu ngay từ khi em nghe một cái ca khúc mà em rất thích của chị Hà. Các khúc sắc màu đúng không? Sắc màu, đúng rồi. Tiền. Một màu xanh xanh này, và chấm thêm vàng vàng này. Một màu xanh chấm thêm vàng. Xong rồi sang là cánh đồng đen đen à? Tím. Nó đều là tím tím đấy. À, tím tím vàng. Đâu đâu là anh Vũ này. Đâu đâu đấy rồi. Đâu đâu đấy rồi. Hôm nay có múa không? Mọi khi thấy múa không? Tên khai sinh của Hà là Trần Thu Hà, như anh đã giới thiệu rồi. Cúng cơm. Đúng không? Tên cúng cơm đấy. Thế nhưng mà nghệ danh thì là Hà Trần. Do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặt ạ. Cái thời của em đi hát thì có nhiều người tên Hà quá. Thì chú Sơn có một lần trong một cái buổi lên nhà chú ăn cơm thì chú bảo tại sao không gọi là Hà Trần đi, tức là cái cô Hà của nhà họ Trần để phân biệt với các cô Hà khác. Như vậy Hà Trần đã gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ năm 17 tuổi. Mà có ấn tượng gì về nhạc sĩ? Mỗi lần mà đến nhà chú Sơn ăn cơm ấy, thì là vì chú chắc là vì người Huế. Một bữa cơm dọn lên là rất là nhiều cái món ăn nhỏ vậy thôi. Cầu sớm muộn di chí ạ. Là bắt đầu là có người mang đồ ăn lên. Cái phong thái của ông rất là lịch lãm. Hồi đó thì em thu đĩa cho hãng phim trẻ, rồi hãng phim Phương Nam. Mình cứ thu bài lẻ chứ không phải là nguyên một album. Thì em hát là có bài Cho Đời Chút Ơn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Có cái đĩa đó đem đến tặng. Thì là chú cứ mở lên. Nhưng hồi đấy hình như có phải là nhạc sĩ Kim Sơn đã đề nghị là làm một cái đĩa riêng cho Hà. Có, sau đó sau khi nghe cái bài xong thì chú thích lắm. Chú muốn là đề nghị là để đầu tư cho em làm một cái CD mà hát toàn nhạc Trịnh. Thì em lại từ chối. Em lại từ chối một cái việc mà anh nghĩ rất là nhiều ca sĩ lại mong muốn đấy. Và chú cũng hơi buồn ấy. Nhưng mà sau đó thì em cũng nói là thôi cháu hát một hai bài thôi, chứ tại vì bây giờ nhiều người hát nhạc của chú quá, để cho cháu đi tìm khai thác những cái vùng âm nhạc khác. Anh muốn giới thiệu cho Hà một cái bức gọi là bức chân dung 4 mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã vẽ tặng cho Hà Trần. Đúng rồi. Đúng không? Lúc mà ngồi nghe cái bài Cho Đời Chút Ơn đó. Đây. Vâng đúng rồi. Ông lấy cái canvas ra xong rồi ông vẽ ông phác ra cái này luôn. À, giống màu này luôn này. Giống màu này đúng rồi, giống rất tình cờ và rất bất ngờ. Rất tình cờ. Chân dung 4 chính xác là cái này đấy ạ. Nó in ở trong cái tập nhạc của Trịnh Công Sơn, cái tập to ấy. Đúng rồi. Chú có bảo là mang về nhưng mà thôi ra em nghĩ là thôi cứ để lại đó. Thế anh được biết rằng là nhạc sĩ Trần Tiến, chú của Hà. Vâng. Là người đã kết nối cái cuộc gặp ấy. Giữa vâng, có. Hà với cả nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bởi vì đơn giản thôi, đó là hai nhạc sĩ vĩ đại cả. Chú Tiến có nói là khi mà chú Tiến mới vào Sài Gòn thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng là người đã nâng đỡ
Và đấy là cái tình cảm mà cho đến khi nhiều năm sau và kể cả bây giờ khi mà chú Sơn đã mất đi khá lâu rồi, lúc nào trong tất cả những cái gì mà nhắc đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì luôn luôn có một cái tình cảm rất đặc biệt. Và có lẽ cái sự đặc biệt này cũng sẽ thể hiện qua những thước phim tư liệu rất là quý sau đây. Tiên thoái lửa nan đi về lặn đặn đi về lặn. Ngày xưa lặn đặn không biết về đâu. Về đâu cuối ngõ, về đâu cuối trời. Xa xăm tôi ngồi, tôi tìm giấc mơ. Thực sự là một cái tư liệu khá là quý. Em có ngồi đây? Trong buổi này luôn. Thật là tuyệt vời nhỉ. Đây là đoạn hai ông. Nhưng mà nếu mà zoom ra một tí thì có mình có em ở đó. Có em ở đó. Ngay lúc này thì anh rất là muốn nghe Hà hát lại Cho đời chút ơn để xem cái phiên bản bây giờ nó khác thế nào với phiên bản 20 năm trước này. Xem là thế nào nhé. Ok nhé. Anh Dũng tóc dài ơi. Chợt